Hello, Kevin. Kevin, can you say hello to everybody? Hello. Xin chào mọi người. What does that mean? Nice mean hello everybody. Xin what? Xin chào. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Oh shit. What? What? Was it good? Was it good? Was it good? It's okay. We're not that good. Kevin. Decoration from yesterday. And what's that for? He redecorated the landscape for the people, for the ladies. He get paid. Can I do that? Yeah. Gated community. Gated. USF? I'm not going. I don't want to go to USF. So when you want to go? I don't know. I'm thinking about it, but it's expensive. That's why you have to get your scholarship. You get the bright future like Tiffany, then you get paid. They pay for your school. Yeah, but they don't pay for like. If you get the which one was the hopes? Back door or front door? The back door? The front door? It's locked. Turn off the car? Yeah. Doesn't the car make noise? Everything's on. Yeah, the Tony's cũng nghe. Is that two Teslas? Yeah. And then one is white. The white one and the gray one. Hi. One white, one gray. Hello. I bought dumplings. Hey. Hi, Kimmy. Hi, Emma. Hi. Okay, we're going to. Are we ready? Ngủ rồi hả? Đi chơi hả? Quán mấy giờ đi đâu cũng về đó. Rồi đi con, kéo ghế ngồi đi con. Không biết nhiều đó. Hello. Hi Andy. Hi Andy. Ồ, cắt tóc đẹp ta. Cắt tóc đẹp nha. Andy cắt tóc đẹp nha. Em. Em hả? Em đâu? Em đâu? Em đâu? Andy. Andy. Andy à? Em đâu? Em nó làm cái tóc đó ngồi giống như người lớn vậy. Vô té nè. Mẹ nó làm giống như nó vậy, nó ngầu lắm vậy. Oh, xin xin xin.
Mẹ được một viên bông quý nha. Linh. Happy Friday em nói. Ok, happy Friday. Happy Friday. Dẫn đi cao cao đi anh. Ok. Ngầu ta. Bỏ chạy. Nó lại quay đi cái nó bỏ chạy. Em mà cho mọi ba ớt rồi con ớt. Ớt con ớt. Nhớ ngoài còn lấy không? Hả? Ngoài còn thì cũng được quá à. Đúng không? Có bà bông bí hả? Ừ, có bông bí thì có trời ơi, cái này nè. Quá sát. Nhưng mà nó quá mập luôn á. Bông bí được ăn bông bí vậy nè. Sèn quá vậy. Nó muốn bông bí một cây gì cũng ở nhà không à. Nhiều bò, mấy chậu nó muốn một lần còn mấy tập luôn á. Em cắt cây rồi miếng hết chứ. Mình cắt nó ra ra nữa. Không, nước nó không nhiều á. Bông bí nó đang nấu thêm cho nấu. Bông bí ô cái nhỏ đó, cái này là coi như tại vườn nha, tại vườn á ăn đó. Bye đi. Sao chạy đây ngon mình vậy? Nó trong nhà đâu mới cầm con dép. Andy come in. Đi vô, mới cầm con dép. Đâu, đâu. Nói nó giận nó bỏ về vậy. Mày dễ giận lắm. Nói cái nó vậy, cái tê đi vô ngồi ghế ngồi vậy nè, nó nói chuyện với ai vậy? Gà lại đi, sao đi đến mơ cửa. Sao? Này, cho con chứ em. Mấy đứa nhỏ là thích ăn mì quá. Oh, the billy. Is this frozen or is it a... It's frozen, bro. It's frozen. Come on. Go in now. Go in. There you go. Look over. Look over. You have to give the yummy face, you know? The yummy face? Yeah, the yummy face. How about Kevin? The model. Can't take it out. Nè, các bạn cái hộp cơm này cũng nhiều lắm nha. Con lấy nửa bự, lấy nửa nhỏ. Ngủ mà. Dạ. Mệt. Cái này ăn chưa? Cái này ăn rồi. Oh, you need the scoop, babe. Uncle Billy đang ăn chờ đợi. How tastes it? Good. Cái này là chị Diễm My nè, cái này là anh Steven nè. Đó, thích cái này đó. Cái hoa nè, thấy không? Chị Linh nè, thấy không? Cái này là... Kevin nè. Kevin là con của chị Linh, anh ba đó. Mẹ đi con mẹ. Mẹ đó. Ăn đi, ngồi đi. Ủa, có mì có mùa đó hả? Mẹ, you know my stuff, mẹ. Dạ sền ơi. Ăn chứ con, có không con? Đến đây ngồi ăn nha. Dạ hả? Ừ. Này là Happy Holiday. David đây. David làm chóp có Happy Holiday không? Có lên đây ké không? Lên đi. Đây chơi lẩu nè. Ai đó? David. Go. Kêu nó ăn, nó không chịu ăn, nó ngồi đó, nó go. Bông bí nhiều lắm. Bông bí rau muống mới cắt mà vô á. Mới cắt vô luôn à? Ừ, mới cắt, nó rộng luôn.
nó nửa cắt ra để mình bỏ nó ra thôi. Này phải tưới nước nhiều không? Tưới mỗi sáng tưới nhiều là tưới. Dạ muốn nữa quên ăn nước nhiều. Không biết thằng đâu nó trồng sao mà trồng chút chút không? Chút mà chắc không trồng nhiều quá, không có tưới, không đi làm tối ngày đâu có tưới mẹ gì đó. Cái này phải tưới sáng tới chiều cũng được, không tưới nó. Tại cái muốn nó phải có nước nhiều nó mới lên. Tưới sáng tới chiều nó mới non, còn nếu mà không tưới dạ cho mà nó không có ngon lành gì đó. Giờ muốn mà cái loại này với cái thằng gạo phần nước á không có nước nó đâu lên đâu. Còn ngoài đó mấy chục thùng nữa đó. Ồ, còn nữa hả? Đó bên đó, mấy chục thùng bên đó đó. Ồ, vậy ăn cho nào cho hết. Thì cái này xong rồi qua tới cái kia. Qua xong qua tới cái nồi. Đi cái tua vậy. Ừ. Mấy cái thùng này ăn có hổm hả? Nhanh. Ồ, mới cắt trước này nó lên gì ra? Ừ, bây giờ lên gì nè, còn đây nè. Cái này nè, nó xong mới nó... Cái này xong rồi nó mập lắm á. Cái này tôi bỏ tôi lên đó. Thấy không? Lên được bao nhiêu rồi đó? Này cũng mấy tuần nữa. Ừ. Hai tuần ăn à, mau lắm. Cái sữa đũa này nó lên kịp mùa đông không? Kịp rồi. Nó lên nhánh mình lên lát. À, tí con rổ, nó muốn vô. Thấy là một tổ luôn. 2 triệu hàm rồi. Và các bạn, hôm nay Steven ghé qua đây ăn lễ Father Day. À, mới vừa ăn hot pot trong nhà xong, bây giờ mình chạy ra này khám phá phía sau vườn. Sau này hồi nãy phải ba ông hái mấy cái bông bí nè, hái mấy cái bông bí vô làm hot pot. Xong giờ mình đi xuống đây mình coi cái này. Oh, I think this thing we can reuse them. This one we can reuse them. What's that? The tubes. What are they? I need this one. This one is still usable. Để dành hút bụi được nè. Ở sau hè của nhà mình nó có một cái con kênh. Cái này nước nó cũng chạy ra gì vô mà rong rồi nước ngọt nhiều hơn là nước mặn. Mà anh chị các bạn mà xuống đây mình gặp mấy nước ngọt này cũng cẩn thận nha. You must be careful man. Crocodiles. Alligators. Alligators. I'm gonna die. Job, you don't stick your leg down there. Huh? Yeah, be careful you don't wanna fall down there. The grass is very slippery. I can't do this. How long did this go? It go all the way down to Hillsboro River. Pretty far. How'd you do that? A crocodile just like pops up and like. That's not gonna do nothing. Yeah, that one's not gonna do anything. Ah! Careful. You see any fish down there? No.
dưới này thường thường mà nước nó trong á, nhìn thấy cá luôn á. Mấy con cá bass á, mấy con fresh water bass nằm dưới này nè. You may see là fresh water bass and fish down there. So when the rain come up, the water got up other way up here. Thì chỉ mưa nước lên tới đây. How much rabbit? Okay, rabbit. Go. Careful. You know which tree, which plant for poison ivy, right? Not that one. It has a little funky leaf. Yeah, this one. This? No. Poison ivy make you itchy. Very itchy. Yeah. Okay, explore back here. Oh, some of these I can reuse them. Grandpa just throw the tube down here. Mm-hmm. Yeah, this ladder we use for the pool. So he used this one for the passion fruit. This passion fruit here. Cái này cái gì vậy? Cái này cái chanh dây hả? Cái gỗ bên xa nhỉ? Cái nhà mà đất nó có rộng gì anh chị? Mình có thời gian ra này mình explore phía sau này cũng vui lắm. Tại trong này á mình, trong này ba mình cũng trồng mấy cái bí rợ mà của Nhật á. Nghe nói cũng ngon lắm mà mấy sao mà để hơi tới mùa này coi sao mà cái bông bí hồi nãy đem vô nấu hết hết ngon lắm. Tại lâu quá mình chưa có ăn hết hết bông bí lẩu. Tại bông bí thì nó bắn mắt lắm phải không? Bông bí với bông súng, hai thứ đó là ở đây nó bắn mắt lắm. Bông súng ở đây mình ít có mua lắm mà bông bí bữa nay hái nhà ngồi này nóng nổi luôn. Vô nhà bí ơi, vô phá vô con, vô nha. Có lỗ tai dính cái gì không nè, nó là vua phá luôn. Không đi vô con, lỗ tai con dính cái gì không kìa. Đi không vô hả? Không vô hả? Thôi nội vô, nội vô, nội vô kìa, nội vô, nội vô đó. Nóng quá. Đi đi đi, nội ẩm vô. Ui buông xuống, buông xuống, buông vô ơi, buông xuống. Chiều chiều qua chơi, bỏ xuống, chiều chiều ra chơi, chiều ra tưới ra, tưới rau cho nội. Nóng quá, nóng quá, nóng quá con ơi. Nóng quá, chạy chạy chạy. Nóng. Chết luôn ở ngoài phá. Coi cái thanh long của ông nội chồng. Ông nội chồng có mấy bụi thanh long nè. Hy vọng là năm tới có ăn năm nay. Thấy chưa thấy gì chứ không? Chưa. Ông nội để mấy chậu nè. Đây nè, kỹ thuật nè, thấy chưa? Ông nội bắn cái an cờ này vô rồi không? Cái để cây này lên đây. À. Cái nó bò lên đây, nó nằm đây nè, nằm nguyên cái vàng rồi đó. Đúng bên đây nè. Ừ, đó. Nó bò lên cao rồi đó. Chứ nó nằm nằm dưới này là không gì có trái. Nó phải bò lên đây rồi nó thà trên này nó quằn nó quẹo xuống vậy nó cong một cái lần vậy nó mới có trái. Từ từ nó mọc cái gai ra nó ôm vô rồi thấy gai không? À. Cái râu nó. Đúng rồi. Đó. Từ từ nó ra nhiều cái nó ôm vô cứng ngắc luôn rồi. Lúc đầu phải cột gì á. Chứ mấy thằng này bây giờ mà kéo lên cái là nó gãy cột. Muốn trồng á là cắt ăn đây phải không? Đúng rồi. Kéo qua đi á. Kéo cùng lắm gặm như một cái khác.
cha trùng còn nhỏ nhỏ cha chơi mấy cái rau này gắn vậy nè, nãy ra vô ăn nồi lẩu rồi đó, mấy cây dê nữa, lá nào lá nấy, ba lớn ba lớn nhìn còn tốt nữa nè. Dạ hái rồi á con dĩa đây nè. Ừ, mấy cái lá bự hái nó chơi ơi, đó là lá nhỏ thôi, mấy lá bự nãy trong nhà trong kia nè, cha hút vô một nồi là lẩu nè, ăn đâu hết đâu. Bông bí, nó bông bí đó, trồng mấy cái bí đó giờ nó cây trái rồi đó, thấy không mẹ, nó buồn ra nhanh thì mới từng rồi dễ xíu, bây giờ ba lớn nha mẹ. Bắp nữa được không? Ừ nè, này giống như pháp liệt sẽ bán nè. Ừ đã ha. Ờ, mấy bông bí này nè, sushi này gì đó không? Ừ bông bí nè, cha hái vô ăn lẩu nè hả cha, nó còn mấy cái bông nhỏ nhỏ nè phải không à? Cha là hái mấy cái bông đực này thôi. Ừ. Còn bông bí rợ dưới kia kìa, dưới sàn dưới đó đó, lá bự vậy nè, trái nhiều không? Ừ. Từng rồi nhiều xíu ăn rồi đâu bằng ngón tay vậy, ba lớn rồi, bây giờ ba lớn rồi nè, mấy con từng á, màu lớn hả? Ừ quan quyết nè, cái này khoảng chừng 2 tuần nữa có bầu ăn rồi đó. Cha trồng cái dây chè mút hương các mày. Ừ. Cái nó bò lên cái con sóc nó ra nó ăn hết trơn mày. Cha nói cha trồng trái nào nó ra trái nào nó đụm cho đó ra, nó không ăn hết là nó cắn khúc kìa nè, cái khúc kia tụi lũi sao còn cái càng không sao lên. Đợi cho tức cho bứt cho nhổ luôn cái gốc luôn. Không còn nó ăn, không còn một trái này luôn á. Có trái này nè. Ừ. Đừng đụng cho nó có. Năm tới kêu cha trồng khúc này nè. Trồng cái vàng mốt hương chỗ này đi. Tại vì trồng bên kia là tụi con kia vô nó ăn hết trơn, năm tới giờ qua trồng chỗ này nè. Đây nó có sóc bên kia mới xem. Mấy cái lùm nữa đó. Sóc không là vô nó quất sạch sẽ vô trốn nè. Ừ. Banh tao lông hết trơn. Ồ bên đây bông nhiều ha. Đẹp quá nè. Em chưa đi trồng cây. Có trái nào thầm kiếm chưa? Chưa, chắc chưa đâu. Ồ bên kia cũng có trái nhiều dưa leo nhiều quá kìa. Trời dưa leo nè. Nói dưa leo không? Dưa leo kìa. Ừ. Khoảng chừng tuần nữa là dưa leo rồi đầy chứ. Ồ dưa leo trái khủng khiếp luôn kìa. Nó sẽ đâu vậy? Hử? Ủa nè. Squash and cucumber. Ủa dưa leo lên ba. Hử? Dưa leo nè. Yeah. Can I throw this? Hả? Can I throw this? What? Yeah, this water. Oh. Chứ gì cha, chưa làm cái này cao cao tí. Cao sợ gió. À đúng rồi. Tại bên này gió nhiều quá. Gió nhiều quá. Mà nó cái này là mình chui vô mình hái được rồi. Không. Tầm cao quá gió. Mà làm bằng cây sắt cũng được, làm cây sắt mới chi không? Nó nóng. Đúng rồi, nóng mới chết cây. Mẹ mấy cái ống này cũng tiền không, mẹ ống con 5-6 đồng cũng có. Mấy cái này giống như thú vậy thôi chứ. Ăn uống được bao nhiêu? Ăn sao hết? Nơi ra một cái hái vô mấy rổ ăn sao hết nổi. Vui vui. Mấy mông nó ra là trái. Ồ bầu phải chừng tuần nữa là nó khắp nguyên cái vàng luôn nha. Cầm nó có 2 dây bầu. 2 đầu. Cái này dưa leo luôn phải không? Cái đó là đậu đũa đó. Cái này cái vàng này mà lên nữa xong ở ngoài người ta đi ra người ta nhìn vô là không thấy gì luôn. Không thấy luôn á. Yeah, privacy fence. Không thấy rồi, không thấy rồi. Có mới cắt nè. Mấy lần trước cắt 2 inch, nghe anh rưỡi về xuống quất xuống con inch à. Này inch rưỡi. Thường là 2 inch. Mà 2 inch nó mùa này cắt 2 inch nó cao quá. Cắt 1 inch rưỡi luôn. Inch rưỡi thấy đẹp không? Ha.
cỏ mà cắt thấp quá nó cũng không có tốt. Trời nóng á. Mà mùa này mùa mưa thì được. Mùa mưa không sao. Nóng khô, sợ nóng khô. Đang cắt mấy ngày sau nó ra vườn chứ em. Tiền rồi cắt mới cắt mấy ngày sau nó ra mấy cái bông cổ dại lên nhanh lắm. Ông già kia ông còn kỹ, từng nào cũng cắt. Yeah. Bữa nào nấu nấu bún mắm này nào cho nó bay mùi về hướng đó là ông già kia ông giờ đi là cái tay cũng giờ vô làm nấy bờ luôn. Giờ mình đâu có cái hồ bơi vậy chứ. Để muốn làm hồ bơi, tương lai là hồ bơi. You want to pull it back here, Kevin? In the future? Huh? Kevin? No. Plenty of land, you can build a pool over here. Mấy cây của Nga nè, phải không? Ừ, vài ngày nữa. Vài ngày nữa đem đi hết vợ. Nó không kịp tưới nữa. Đi cũng mấy chiến à. Thấy gì cũng nhiều quá. Nó lẫn cỏ thấy nhiều. Xưa mua có mấy thấy mấy cái mà đi vô thấy cái mấy thùng rồi phải không? Bây giờ qua đây thấy ủa nằm lum la chứ. Dân đi làm trễ về là ăn sao nè. Ăn cũng hoành tráng lắm chứ bộ. Không, quá trời rồi. Em tăng hai không? Có hai tăng hai. Ăn tăng hai, các bạn chú ăn số 1. Ngon quá. Ngon quá, em ăn này mau 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 ngon quá. Rau cải thì tự làm. Tự trồng. Bông bông. Cũng mùa vậy. Bí nè. Nó rất lẩu. Muốn bù quế. Nó lẩu. Lẩu bù quế. Muốn quế là lẩu nha. Lúc lên muốn bù quế. Ăn lên chơi, thì thiếu đi không? Ăn. Ngồi ăn cô Thí nè. Dạ. Cái gì? Về ngồi ăn cô Thí. Hai con cháu ngồi ăn cho đỡ buồn. Cho mình ăn không? Ừ. Ăn đông đông gì vui mới ăn nhiều phải không? Còn ăn mình cháu. Bỏ, 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 bỏ. Mình ăn rồi mình vô cái nồi cũng không có thấy hấp dẫn như thường không? Đâu là mới luôn á. Hả? Là mới luôn á. Là mới luôn á. Là mới luôn á. Bún bò quế. Bún bò quế, ăn bún bò quế không? Nó đi đâu bún bò quế vậy, nó ăn bún bò quế năm nay năm này phải tháng nọ nó không thấy ngán sao? Bún chicken. 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 Chicken là ăn gì chicken? Kình nó ốp xong ở đầu nướng dạng giống Korea này cái cửa nhà nè nuôi mấy nó nuôi mấy con vịt mấy con gà lum la cho nghe chưa. Như vậy. There's no snake. I thought it was a snake. Come on. There's a hose, man. We need a snake. Đi. Đi qua nó gặp cái ống nước nó nói là rắn. Sad. Not funny, man. You funny. Not funny, man. There's no snake. I don't back out. Huh? I have to back out for you. Come on. I got it. Get what? You know how to do it?